Xin chào mọi người, mình là Amy. Gấu bông. Quãng đường ôi từ từ 2 phút rồi. Quãng đường chia thời gian mà vận tốc đúng không? Cái này mi chịu. Cái này mi chịu. Không có ạ. À, ok. Ớt chuông ạ. Ôi thật sự mấy câu này khó quá. Skip. Ớt hiểm ấy. Mi không biết loại ớt này này. Tơ hồng. Người phụ nữ. Mũi. Cái không khí. Cho mình đáp án được không? Hơi thở. Ok. Bạn à, mẹ của mẹ chồng thì là bà nội. Mẹ chồng nội, nội là bên nội là bên chồng mà. Mẹ của mẹ chồng. Ok. Event gì ạ? Event thường đi ạ. À, event thường niên của Dr. Thanh ạ. Là phố hàng nóng ạ. Tươi. Chín loại. Màu vàng và màu xanh. À đợi, đừng trên không. Chuẩn luôn. Mi bắt đầu nhá. Anh nhà ở đâu thế? Cứ tay lưu trong tim tôi chẳng nhớ đường về à? Cứ khiến cho tôi nghĩ và để mà tham gia sự kiện phố hàng nóng rất là hot này thì mọi người hãy truy cập fanpage của Dr. Thanh và để mà săn được những cái phần thưởng rất là thú vị và cùng có mặt ở cái sự kiện rất là hot này nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở phố hàng nóng 2019.